Hi, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách sửa một cái TV CRT. Hiện tượng nó bị gì nè các bạn. Đó, mở nguồn lên ha. Đó. Nguồn nó nhịp nhịp gì nè các bạn. Đó. Rồi, thì bây giờ mình tiến hành mở ra để xem thử coi bên trong nó bị hư cái gì ha. Đây. Đây là bên trong đó nè các bạn. Đó. Rồi, bây giờ mình lấy cái dĩ ra mình vệ sinh lại rồi mình đo kiểm tra coi nó hư phần nào ha. Rồi, bây giờ mình tiến hành kiểm tra ha. Thì đầu tiên các bạn cách ly sọ ngang ra ha. Đây, bây giờ mình cách ly con sọ ngang này ra nè. Đó. Tiếp theo là đo coi sọ ngang nó còn không ha. Sọ ngang bình thường các bạn. Rồi, bây giờ lấy bóng đèn gắn tải vô. Đó. Này, em mở thử lên ha. Rồi, bây giờ mở lên ha. Có bê cộng nè. Đó, bạn thấy bê cộng không? Nó ra nguồn này. Nguồn này nếu một là nó nằm bên nguồn chờ các bạn. Nguồn chờ là mình đo dao động không có. Còn cái này dao động có nha các bạn. Để mình lấy cái đồng hồ khác nè. Đo dao động nè. Tắt. Mở lên lại nè. Đó, các bạn thấy có dao động không? Mà giờ mình tắt nè. Đó. Đó, có dao động mà bê cộng nó ra có. Đây coi mình đo coi. Bê động bê cộng nó ra có không tới 75V các bạn. Rồi. Bây giờ tiếp theo là tiến hành là mình kiểm tra cái nguồn bên đây nè các bạn. Tại vì bê cộng nó ra không đủ á. Là mình phải kiểm tra ngược lại nguồn ha. Mà nguồn á thì mình kiểm tra cái đường mà nó lấy áp giờ sai nè. Đây nè, đường B cộng ra nè. Đó, cái đường B cộng ra nè các bạn. Đó, đưa xuống R. Đưa xuống con điện trở 3 số 5 nè. Đưa tới chân ốc tô nè. Đó, rồi mình kiểm tra cái đường đó ha. Cái máy này là lúc mà mình nhận là khách người ta nói là nó có lúc nó hát được, có lúc thì nó hát không được, có lúc nó tự hát, nó tự tắt luôn ha các bạn. Rồi bây giờ thì trước tiên thì mình
kiểm tra cái đường đường áp mà nó lấy về để nó dò sai á. Đó. Đó rồi bây giờ coi con điện trở nó nhiêu ký. Con đó thường là nó 47 ký các bạn. Rồi mình đo con 47 ký ha. Đó, 46 rưỡi nè. Con này bình thường các bạn. Cái con này nó bình thường. Rồi dò sai opto nó cũng bình thường luôn. Nghĩa là cuối cùng là cái con V511 nữa các bạn. Mà kiểm tra con V511 này. Con này thường là con B764 không à. Đó, bây giờ mình kiểm tra con đó ha. Rồi con này thì thấy nó không có hư, mình đo là thấy không hư đó, cái độ vách đại cũng êm luôn, mà nó rỉ thì nó hơi bị cao á, nó cao cái phần. Bây giờ mình kiếm cái con khác ha. Nhiều máy nó hư cái hiện tượng này, mà cái con B đó nó không chết đó các bạn, con B này nó không chết nè. Là nó chỉ dĩ chạm rỉ chút xíu thôi, là nó cũng có cái hiện tượng là một chút nó chạy rồi một chút nó tắt, với loại dĩ Trung Quốc vậy thôi ha, loại khác thì nó chạy con khác à. Nè các bạn thấy không đó. Hai con này nè. Đó, khác nhau ha. Đây. Ngược que nè. Đó. Rồi, bây giờ thì mình gắn con bên này vô ha. Các bạn tìm mấy con bự hơn cái con đó các bạn. Nè. Con của mình nó bự hơn cái con nó nè. Đó. B ha. Rồi. Bây giờ mình thay vô. Rồi sau khi mà mình thay xong rồi mình sẵn đó mình chấm dặm lại mấy cái mạch mà nó nằm bên sơ cấp rồi, sơ cấp thứ cấp các bạn chấm lại hết ha. Tại vì cái này nhiều khi mình mở lên nó hết cái bệnh này rồi nó ra cái bệnh kia các bạn, do hở mạch á. Thấy cái nào mà nó bong bong nó sắp hở thì mình chấm lại hết ha.
Rồi tiếp theo thì các bạn kiểm tra cho mình cái con opto nè, con opto, rồi con diode với con transistor 553 nè các bạn. Mình kiểm tra ba con đó nữa là ok rồi đó. Đó, bây giờ mình kiểm tra opto ha. Cái này nếu như mà nguồn nó ra có rồi các bạn. Nguồn nó có ra nghĩa là bên sơ cấp này nó hoạt động tốt rồi đó. Nó chỉ giờ sai không tốt thôi. Rồi bây giờ thì tiếp theo là mình đo con opto. Ok ha. Đó, opto bình thường các bạn. Nếu như mà các bạn đo nó bị nhích một chút xíu lên á, là nó ngược kim gì nè mà nó nhích lên chút xíu là con đó nó bị chạm chết đó các bạn. Như cũng như cái con này nó chết nè. Con này nó chạm chết nè. Các bạn thấy nó nhúc nhích chút xíu không? Đó. Nhích kim chút xíu à là nó bị chạm rồi đó các bạn. Rồi, hai cái con này coi như là ok. Tới cái con điện trở 556 nè. Rồi con transistor V553 nè. Con này là con C1815 đó các bạn. Đó, mình cách ly luôn, mình đo luôn ha. Con diode D561 nè. Đó. Rồi, bây giờ mình đo từ con ha. Điện trở nè. Mốc ký 6 ha. Rồi, dẹp này qua bên đi. Tới mình đo transistor nè. Rồi, con này ok ha. Cuối cùng mình tới con jot nè. Rồi, tới con jot ha các bạn. Một lần lên nè. Con này cũng lên luôn. Rồi. Vậy là con zener này nó chạm nè các bạn. Nè. Đó. Đó, hai lần lên luôn nè các bạn. Rồi, bỏ ra. Đây mình có tìm một con zener khác nè. Lấy trên cái bò sát khác á. Lên ha. Đó, lên nhiều kim nè các bạn. Thì zener thì nó tùy theo cái con nó trên mình nó mang bao nhiêu volt ha. Thì chính xác thì các bạn chỉnh kim gì không nè ha, chỉnh kim gì không rồi mình đo đấy, mình có kinh nghiệm đo mấy lần sau á đó. Thuận chiều nè đó, vậy là còn sống nha các bạn. Con zener thì nó hai lần lên nhưng mà nó lên một lần lên nhiều, một lần lên ít. Rồi bây giờ tiến hành gắn vô.
Rồi, đúng chiều rồi đó. Hàng lại ha. Rồi, sau khi mà mình hàn mạch lại xong xuôi rồi đó các bạn, bây giờ mình tiến hành mở điện lên kiểm tra ha. Đây. Đó. Rồi, bây giờ mở lên ha. Đó. Phải cộng ra đầy đủ các bạn. Phải cộng ra đầy đủ. Rồi kiểm tra tự động ha. Tự động ra luôn, đầy đủ luôn. Giờ tắt nè. Mở lên nè. Đó. Rồi đo. Đo nguồn của mấy cái con ổng áp dưới đây nè. Mười hai vôn ha, 5 vôn nè, đó, đây cũng 5 vôn nè, rồi, cho cái nguồn của con IC âm thanh, có luôn ha, rồi, ok, vậy là mình đóng sò ngang vô là chạy đấy các bạn, giờ kiểm tra sò ngang lại lần nữa ha. Rồi, sò ngang tốt. Gỡ ống đèn ra đi. Hàng sò ngang lại. Đó. Chân này thấy nó hơi bồng bồng ra nè. Chân này cái chân mát tản nhiệt nè. Hàng lại cho nó cứng luôn. Rồi, bây giờ thì mình mở lên thử ha. Đó, máy chạy đây các bạn. Đo dao động nè. Đo lúc tim nè. Có luôn ha. Rồi, bây giờ mình ra trước mình nè. Xem cái màn hình nó có lên ánh sáng chưa ha. Đó. Rồi, lên sáng đầy đủ ha. Đây thì cũng đơn giản nha các bạn. Thì đầu tiên là nó có cái hiện tượng là cái đèn báo nó bị chớp giật 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 luôn các bạn. Thì mình kiểm tra thì thấy nguồn B cộng nó còn có 70-75 V vậy. Rồi kiểm tra sơ bộ thì mình kiểm tra như hồi nãy đó. Bắt đầu từ cái con cái đường B cộng nè. Đó, cái đường B cộng nó có cái đường tắt đi, có cái đường đưa về nè, đó, đưa về qua con điện trở 3 số 5, rồi con điện trở 552, ha, hai con trở đưa áp về sai về đây, thì mình kiểm tra thì mình thấy con này nó con B 764 nè các bạn, con này là cái hiện tượng của nó là bị hát chút tắt nè, rồi chút tự hát lại nè. Đó là cái con này nè. Với loại máy này thôi nha.
loại dĩ này, loại dĩ tivi này thôi. Đó, thì con này là cái hiện tượng là hát chút tắt là chút tự hát lại nè. Rồi tiếp theo mình đo ốp tô là nó không hư ha. Điện trở bình thường luôn. Transistor 553 cũng bình thường luôn. Cuối cùng là cái con diode 561 nó bị chạm mấy các bạn. Nó thông luôn hai đầu. Rồi thì cũng đơn giản ha. Vừa qua mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách sửa lại một cái TV CRT ha. Nguồn nó bị hư nguồn. Nguồn có nói chung là nguồn ra yếu đó. Rồi, nếu thấy hay thì các bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha. Để tạo động lực cho mình làm nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.